Thưa sư, có quan điểm cho rằng COVID-19 là do vũ trụ, do mẹ thiên nhiên mang lại, vì con người đã gây ra quá nhiều nghiệp xấu. Nên bây giờ con người phải nhận quả này, liệu nó có phù hợp với quy luật nhân quả của Đạo Phật hay không? Và quan điểm của sư về điều này như thế nào? Trong Kinh Tạng, Đức Phật có nói là đừng có phỉ báng Như Lai. Phỉ báng Như Lai là không có tốt. Bởi vì sao? Đừng đem bất kỳ chuyện gì đều đổ thừa cho nghiệp. Đức Phật không chủ trương là tất cả mọi thứ đều do nghiệp. Đừng đổ thừa tất cả mọi thứ do nghiệp. Ví dụ như chúng ta lười biếng tập thể dục, mà chúng ta ăn chơi trác táng, chúng ta phá hoại cơ thể, rồi đến khi chúng ta đổ bệnh á, chúng ta không thể đổ thừa cho nghiệp được, mà đó là do quyết định của chúng ta. Hoặc là khi chúng ta thấy một cái người nữ, một cái người khác giới quá xinh đẹp, quá hấp dẫn đi, chúng ta bị cuốn hút và chúng ta chạy theo cái đối tượng khác giới đó, chúng ta quên rằng chúng ta là người đã có gia đình, hoặc chúng ta quên rằng bản thân chúng ta là một tu sĩ, thì không thể nào chúng ta đổ thừa là do nghiệp, thành ra là tôi mới phạm vào, mới phạm giới. Xin thưa, không phải ha. Đấy, cho nên đừng có cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp. Nếu như chúng ta nói đó, tất cả các pháp vận hành do duyên thì đúng, nhưng đừng đổ thừa cho nghiệp. Sư nghe nói là, nghe nói thôi, người ta đổ thừa là cái chuyện ăn dơi, cái chuyện ăn dơi đó, nó gây ra cái đại dịch. Giả sử như, sư nói giả sử như nó là sự thật đi, giả sử như nó là sự thật, thì nó cũng là do nhân duyên, chứ nó không phải do nghiệp. Cái chuyện do nghiệp hay không sư không chắc, nhưng mà chắc chắn nó do nhân duyên. Nhân duyên là sao? Theo cái cách mà người ta lý luận đó, là do bản thân trong cái con dơi đó nó có cái con virus rồi, nhưng mà mình đem nó, mình đem về mà mình ăn. Mà người ta nói đó, loài người đó tiến hóa từ cái thời nguyên thủy ăn lông ở lỗ lên tới cái thời hiện đại để biết được cái gì nên ăn, cái gì không. Mà cái này người rừng hay cái gì, người nguyên thủy hay cái gì, là dương hay là cái gì, mà mình cái gì cũng ăn, dơi cũng đem ăn. Đấy, ăn cho đã rồi đó, thì cái mầm bệnh đó nó lây lan vào con người. Và từ một người họ không có ý thức trong cái việc bảo vệ mình và bảo vệ bản thân, nó là họ làm lây lan cho cộng đồng. Cách đây không lâu sư có đọc một cái tranh, người ta phỏng vấn một cái người Mỹ, phỏng vấn như thế này: anh có quyền coi như là anh muốn được khỏe mạnh, đúng không? Đúng, đúng. Và như vậy đó, thì tại sao anh không đeo khẩu trang? Thì cái người Mỹ mới nói là đây là quyền tự do cá nhân của tôi. Đất nước Mỹ là một đất nước tự do, cho nên là cái quyền không đeo khẩu trang là quyền tự do cá nhân của tôi. Thì chính như vậy đó, chúng ta không thể đổ thừa cho nghiệp được. Đương nhiên sư nói thì nó chỉ là một con người trong một cái xứ sở thôi, chứ không thể nào đánh đồng vô lũa ta nắm được. Muốn gì hiểu ý sư, không phải cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp. Tuy nhiên, trong Kinh Tạng thì có nói như thế này: cái kiếp nào, vào thời điểm nào mà loài người tham dục nhiều, có nghĩa là cái ham muốn, cái lòng tham nó hưng thịnh á, người ta chỉ lo hưởng thụ vật chất, người ta lo hưởng thụ các cái niềm vui trong lạc thú giác quan, người ta lo hưởng thụ cái chuyện nam nữ,
thì khi đó người ta sẽ thì khi đó, đó loài người sẽ phải đối chịu với dịch bệnh đấy. Và thời điểm nào mà loài người sống nhiều trong cái sự ganh đua thù hận, có nghĩa là cái lòng tâm sân nó mạnh á, thì khi đó loài người sẽ bị hủy diệt bởi chiến tranh. Mà quý vị thấy là cái này là trong kinh nói đúng hay sai đấy? Con xin đặt câu hỏi, vì sao dịch bệnh lại bùng phát và cướp đi rất nhiều mạng sống của con người? Con cũng đọc trong kinh hồi thời Đức Phật còn tại thế cũng có một dân làng bị dịch bệnh hoành hành. Khi Đức Phật đến thì có trận mưa lớn và dân làng tại đó hết bệnh dịch. Dạ, có phải đây là nghiệp chúng sanh không sư, và nhân quả của kiếp trước đã tạo và chúng sanh sinh ra trong kiếp hiện tại này đang có dịch, có phải nghiệp trong kiếp quá khứ đã gây ra để mà chịu không? Mong sư giải đáp giùm con. Hình như là sư có chia sẻ nhiều vấn đề tương tự như vậy rồi. Thứ nhất ấy, là không phải cái gì mình cũng đổ thừa cho nghiệp. Thì lấy ví dụ như đối với căn dịch COVID này, Việt Nam đang phòng dịch rất là tốt, nhưng mà có những người họ vì cái lợi nhuận, vì những đồng tiền mà họ dẫn dắt những con người khác như là người Trung Quốc, người Campuchia, tư không có sự kỳ thị đối với họ, nhưng mà khi mà họ nhận tiền mà họ đem những người từ vùng dịch khác về đó, đương nhiên là đi lậu như vậy thì nó không biết được ai có bệnh và không, và hậu quả dẫn đến là Việt Nam bây giờ phải oằn mình vì dịch bùng phát trở lại và mọi người phải chịu cách ly chỉ bởi vì một vài cá nhân tham lợi mà rước giặc vào nhà. Thì những con người đó có sự họ cái tội phản quốc thì cũng suy nghĩ chắc cũng cũng có lý đấy. Thì chúng ta không thể nào đổ thừa do nghiệp được, bởi vì sao? Bởi vì đó là quyết định của họ. Họ quyết định là họ vì cái đồng tiền họ bán rẻ cả cái sự tồn vong của một quốc gia, thì mình không thể nào mình gọi đó là do nghiệp được. Cho nên ý, có những cái thì chúng ta không nên đổ thừa hoàn toàn do nghiệp. Rồi như trong cái trường hợp là ở Vũ Hán chẳng hạn, khi mà những cái căn bệnh đầu tiên, những cái triệu chứng đầu tiên mới xuất hiện, cái vị bác sĩ đã cảnh báo nhưng mà bị buộc phải giữ im lặng, và chính quyền vẫn tổ chức cái buổi lễ đón chào năm mới với hàng triệu con người chúc mừng năm mới, và sau đó cái đại dịch ở Vũ Hán bùng phát, và sau đó vì một số tác động cho nên là Tổ chức Y tế Thế giới vào thời điểm đó lại đưa ra một cái kết luận là cái dịch COVID không có biểu hiện là sẽ lây lan từ người qua người hoặc là lây truyền qua đường không khí, hít thở. Thì vì những cái lý do đó chúng ta không thể đổ thừa cho dịch do cho nghiệp được, đó là quyết định của những cá nhân. Rồi khi mà đại dịch bùng phát, chính quyền Trung Quốc cấm người dân đi lại nhưng mà vẫn mở cửa cho những cái chuyến bay quốc tế đi vào và đi ra khỏi Trung Quốc, không có sự kiểm soát dịch bệnh, dẫn đến sự bùng phát dịch bệnh toàn cầu, thì chúng ta không thể đổ thừa đó do nghiệp được. Ha. Có những cái đó rõ ràng là do nghiệp, nhưng có những cái đó không phải do nghiệp mà nó do quyết định của một vài cá nhân, cho nên chúng ta không thể đổ thừa cho nghiệp. Cái thứ hai là nó do cái vấn đề sinh lý của mỗi người. Trong cái dịch bệnh này đó, những người già, những người có cái bệnh nền
Họ sẽ không chống chịu được và đa phần họ sẽ chết. Thực tế mà nói đó, cái tỷ lệ mà mắc bệnh và khỏi bệnh nó vẫn rất là cao, nhưng mà những cái người mà già yếu và mắc bệnh nền thì họ rất khó qua khỏi. Thì đó là do cái vấn đề cơ thể sinh lý của mỗi người, và cái đó chúng ta không thể đổ thừa cho nghiệp nha. Rồi như là trong cái trường hợp vừa qua, cái đợt lễ vừa qua 30 tháng 4, 1 tháng 5, thiên hạ đổ xô đi chơi, và cho tới bây giờ nói nó nghe buồn chứ còn tới thời điểm hiện tại nhiều người họ vẫn chưa có ý thức phòng dịch, và chúng ta không thể đem cái đó chúng ta đổ thừa cho nghiệp được. Cái nghiệp là gì? Nghiệp là khi chúng ta làm tất cả mọi thứ chúng ta có thể làm, nhưng mà sự việc nó vẫn diễn ra một cách không thể nào ngờ được. Ví dụ như có một vị thầy cứ chiều lại đó, là vì này bệnh bệnh một cách không có lý do, bệnh mà đi khám bác sĩ đó khám không ra bệnh, coi như là sốt về chiều đó, suốt một thời gian rất là dài như vậy. Và vị này không biết là mình bệnh cái gì, bác sĩ cũng không tìm ra bệnh, thì vị này mới nghĩ là cái này chắc do nghiệp rồi. Bởi vì không có một cái triệu chứng gì hết mà tự nhiên là cứ như vậy mà bệnh thôi đó, và không có tìm ra cái nguyên nhân bệnh. Thành ra vị này quay trở lại hành thiền, và khi vị này đang hành thiền như vậy đó, tự nhiên vị này chợt nhớ, chợt có một cái giấc mơ. Giấc mơ là cái một cái con rắn mà nó thè lưỡi ra, nó thè lưỡi, nó khè, con rắn nó màu vàng vàng ống như như là cái thỏi vàng vậy đó. Thì khi mà đang hành thiền như vậy thì bị nằm mơ thấy, thì tự nhiên là vị ấy nhớ con rắn nó thè lưỡi, con rắn là xà, cái lưỡi nó là thiệt. Tự nhiên vị đó nhớ đến một cái bài thuốc cổ mà có một cái vị là xà thiệt thảo, một cái bài thuốc cổ do một cái dịp vô tình nào đó mà vị đó nghe được và vị ấy ghi nhớ, và vị đó nhờ nhờ huynh đệ đó tìm những cái vị trong cái bài thuốc đó và sắc thuốc cho vị đó uống. Thì khi mà vị đó uống, vị đó đi bài tiết ấy, ra phân mà nó đen đặc, mà nó thối không chịu được, mà liên tục trong 7 ngày như vậy đó, và sau đó tự nhiên là vị đó hết bệnh. Thì cái đó nếu như mà quý vị nói do nghiệp thì có sự tin, tại vì đã tìm hết hết đường rồi, không cách chi cứu được, nghĩ là chắc chết rồi đó. Nhưng mà quay trở lại khi mà tu thì tự nhiên là lại nhớ, lại mơ thấy cái đó, là từ giấc mơ đó có thể dẫn đến cái trí nhớ về một cái bài thuốc cổ, thì cái đó sự tin là do nghiệp. Còn cái kiểu này, cái kiểu chúng ta đang bị như vậy thì chúng ta không nên đổ thừa cho nghiệp, mà nó là do cái ý thức của một số con người đấy. Tuy nhiên trong Kinh Tạng có nói đến một vài cái vấn đề như thế này, đó là khi mà chúng sanh ấy nặng về cái sân thì cái nạn chiến tranh sẽ xảy ra và sẽ hủy diệt loài người. Vì thấy rất là rõ, ví dụ như là trường hợp Israel và Palestine,
tôi không nói ai đúng ai sai ở đây, nhưng mà rõ ràng cái tâm sân khi mà nó đẩy mạnh lên như vậy thì nó sẽ dẫn phát chiến tranh và sẽ dẫn tới diệt vong đấy. Rồi khi mà chúng sanh nặng về tham thì nó sẽ diễn ra dịch bệnh đưa đến sự diệt vong. Và quý vị thấy là thời nay chúng sanh nặng về dục ghê lắm, không cần phải bắt sư kể chi tiết hết. Quý vị thấy là cái dục thời nay của chúng sanh nó nhiều và nó nặng ghê lắm. Rất lâu rồi sư không có dám ra đường mà như cái kiểu hồi xưa, mà từ cái hồi mà sư đi miếng về đó thì sư thấy là cái kiểu ăn mặc của người miếng ấy, vào cái thời điểm mà sư ở đó đó, họ mặc cái váy mà rất hiếm khi, sư nói rất hiếm khi mặc cái váy của họ mà nó đến nửa cái ống quyển, cái ống quyển tức là ở giữa cái đầu gối và cái bàn chân ấy. Hiếm khi nào mà sư thấy cái người nào mà mặc váy mà đến nó ngắn đến cái nửa ống quyển, chứ đừng nói là qua đầu gối. Và cái quảng cáo Nivea, mà cái quảng cáo lăn khử mùi ấy, rất tiếc là sẽ không có chụp hình lại, là cái cô người mẫu đó, cổ hình như cái cổ của cô người mẫu đó cũng khá nổi tiếng, bởi vì sư thấy là ở như ở quảng cáo ở Việt Nam cũng có cô người mẫu đó nữa. Mà khi cô người mẫu đó chụp cảnh quảng cáo lăn khử mùi của Nivea ở miếng ấy, nói là hơi kỳ, cổ mặc áo kín cổ tay nha, cái áo của cổ là áo kín cổ tay. Và ở đây không có hở ở đây, thành ra đấy, khi mà sư về lại Việt Nam thì tự nhiên sư thấy giống có vẻ như những người thiếu nữ ở xứ Việt của mình ấy, gần như họ khỏa thân đi ra ngoài đường. Nó họ mặc đồ ngủ thì nó cũng kỳ, bởi vì hình như đồ ngủ nó còn kín đáo hơn cái đồ họ mặc ra ngoài đường. Đấy, thì quý vị thấy là cái dục của mình ấy, nó bây giờ nó đã rất là nặng rồi, thì cái việc mà chúng sanh càng ngày cái dục nó càng nặng như vậy thì cái chuyện mà bùng phát dịch bệnh nó không tránh khỏi. Rồi thêm một vấn đề nữa đó là gì? Quý vị thấy người ta bây giờ đó, người ta tàn sát chúng sanh bằng hóa chất rất là nhiều, xịt thuốc trừ sâu. Thành ra nhiều người nói với sư mà ăn ăn rau củ ăn chay mà nói là không có làm hại chúng sanh khác là sư cười á. Người nông dân họ dùng thuốc trừ sâu rất là nhiều, và phun thuốc trừ sâu như vậy là chết hàng loạt chứ không phải chết một hai con. Rồi trồng cây ăn trái cũng phun thuốc trừ sâu, mà bây giờ hỏi làm nông nghiệp mà không phun thuốc trừ sâu thì làm sao thu hoạch đấy. Rồi đến khi mà đánh bắt cá thì chúng ta cũng làm những cái trò đánh bắt hàng loạt, thì cái kiểu mà từng nhóm chúng ta hủy diệt, chúng ta diệt chủng hàng loạt những cái chúng sanh như vậy đấy, cái nghiệp nó chiêu cảm, thì đến hồi mà chúng ta chết thì cũng chết kiểu hàng loạt như vậy. Nó không phải là chuyện lạ, nó không phải là chuyện lạ. Cách đây một thời gian thì IS, cái bọn khủng bố IS, nó thích cái chuyện là cắt cổ con tin. Mình thấy cái chuyện cắt cổ nó kinh khủng lắm, nhưng mà mình nhìn mấy cái người bán, những cái người đồ tể mà họ cắt cổ gà, họ cắt cổ heo ấy, thì mình thấy là đúng là gieo nhân nào gặt quả đó, nó không có gì lạ chứ. Cho nên ấy, một vấn đề chúng ta phải suy xét về nhiều mặt ha, nhiều nguyên nhân, chứ chúng ta không thể nào chúng ta áp đặt nó cái này do nghiệp. Bởi vì nếu như chúng ta chỉ đơn giản áp đặt nó do nghiệp thì chúng ta không có cách giải quyết. Như quý vị thấy đấy,
Bây giờ chúng ta bước vào một cái thời điểm mà chúng ta đang học ngày hôm nay, là cái thời điểm mà dịch bệnh bắt đầu nó lan tràn, nó dẫn đến rất là nhiều hệ quả. Thứ nhất á, là chúng ta có nhiều thời gian rảnh rồi, nhưng mà cái thời gian rảnh đó đó chúng ta làm cái gì? Với nhiều người họ sợ thời gian rảnh, bởi vì rảnh đồng nghĩa với việc thất nghiệp, rảnh đồng nghĩa với việc là không có cái tiền để mà nuôi gia đình. Rảnh tức là phải đối diện hàng ngày với những cái gương mặt mà mình chán ngấy. Cho nên với nhiều người cái rảnh đối với họ là một cái điều tai hại. Rồi đối với những cái người mà có tu thì cái rảnh đối với họ thì nó lại là một điều hạnh phúc, bởi vì họ có nhiều thời gian hơn để tham dự những khóa tu. Nhưng mà bây giờ dịch rồi thì cũng không tham dự được, tức là họ cũng phải thực hành ở nhà. Nhưng mà cái sự thực hành ở nhà đó, quý vị biết rồi, nếu mà mình ở nhà một mình thì không có gì để nói. Cái vấn đề là nghỉ thì mọi người cùng nghỉ, thành ra là cái nhà nó cũng không có quá thích hợp cho cái việc thực hành. Rồi ngay cả sư cũng vậy thôi. Nghỉ dịch thì có nghĩa là nghỉ dạy, tức là có những lớp mình không phải đi dạy nữa. Có những đạo tràng mình cũng không cần phải thuyết pháp nữa. Đấy. Rồi thậm chí Phật tử cũng ít đến chùa hơn, cũng ít phải tiếp Phật tử, có nhiều thời gian hơn. Nhưng cái vấn đề là chúng ta dùng những cái khoảng thời gian đó cho việc gì? Nó mới là điều quan trọng. Có những khi thời gian quá rảnh rỗi, chúng ta trở nên bị đóng rêu đi. Cái tâm mình nó trở nên đóng rêu đi. Mới đầu cứ nghĩ là thời gian rảnh thì mình sẽ tu cũng dữ dằn lắm, nhưng mà mới phát hiện là mình không giỏi đến như vậy. Cái gì nó cũng cần có hội chúng. Tại sao á mà nhiều người họ lại ưa thích hội chúng? Đương nhiên sự ưa thích này đó, nó có hai mặt tốt lẫn xấu. Sư đang nói về mặt tốt thôi. Tức là có nhiều vị vị đó cần một cái hội chúng để làm chi? Có người mà những khi mà mình kém tu thì có những người khác vực mình dậy. Thì đối với sư thì chính những cái lớp mà kinh tạng, rồi những cái buổi vấn đáp Phật pháp, chính quý vị là cái động lực để mà nó vực dậy những cái trạng thái tâm nó uể oải. Đương nhiên tìm sự an lạc trong chính mình thì vẫn tốt hơn là tìm sự an lạc ở bên ngoài. Nhưng mà con người có nhiều khi nói thì nó dễ hơn làm. Thực tế đó, mình có được những cái sự trợ duyên từ thầy bạn đệ tử, có được những sự trợ duyên từ đồ chúng nó vẫn hay hơn. Do đó đó, những cái lớp mà kinh tạng online thì nó mọc lên rất là nhiều. Đó là một điều đáng mừng. Nhưng mà nó cũng là một cái điều mà sư trăn trở, đó là khi mà chúng ta học online như vậy đó, có bao nhiêu con người thực sự là họ ngồi họ để tâm họ nghe? Khi chúng ta đến chùa, khi chúng ta đến những đạo tràng, khi chúng ta đến những cái lớp học trực tiếp, chúng ta có động lực hơn để chúng ta ngồi chúng ta chuyên chú. Bởi vì khi mà chúng ta ngồi ở trong lớp, chúng ta ngồi trong đạo tràng thì làm gì có chuyện mà chúng ta vừa nghe giảng, vừa nghe dạy mà vừa lướt điện thoại. Đấy. Hoặc là vừa nghe giảng, vừa nghe dạy mà mình vừa làm chuyện khác. Hầu như không có chuyện đó. Cái trí của chúng ta nó được tập trung. Còn khi dạy online như vậy, không chắc là bao nhiêu con người thông qua cái màn hình, bao nhiêu con người họ đang tập trung.
mà bao nhiêu con người mở lên điểm danh lấy số thôi, bao nhiêu con người là chỉ mở lên để cho các vị giảng sư thấy là cái số nó đông thì nó đỡ tủi thân. Cho nên là sư thấu sư hiểu lý do là nhiều vị họ không muốn giảng online là như vậy, bởi vì mình không biết được cái đối tượng họ có nghe hay không. Hơn nữa đó, những cái lớp online mà kinh tạng là có một điều, là một cái đặc điểm chung, đó là gì? Ít người nghe, ít người học. Cái sở dĩ ít người nghe, ít từ người học á, là một phần do nếu như mà chúng ta thâm nhập vào kinh tạng, nó rất là mất thời gian, nó rất là khô khan, nó không có giống như là những cái bài pháp lẻ, bởi vì nó đi sâu vào trong cái nội dung, thành ra là nó ít cái sự hấp dẫn đi. Mà người Việt mình thì có thói quen là khi giảng pháp là phải kể chuyện hài, phải kể chuyện cười thì chúng ta mới dễ nghe, chứ còn nếu nói pháp không thôi thì nó khô khan, nó khó nghe. Bây giờ Covid nó đang hoành hành, mà với những cái người mà trên 60 tuổi thì khi mà quý vị dính á, thì với cái bệnh nền của mình ấy, cái khả năng mà mình tử vong rất là cao. Đối với người cao tuổi, khả năng tử vong rất là cao. Mà bây giờ mình tiếp xúc ấy, mình không biết được ở những cái con người, cho dù mình có quen biết chăng nữa, thậm chí quý vị gặp sư đi chăng nữa, quý vị cũng không biết là trước đó sư có tiếp xúc với cái F0 nào hay không, mà chưa bị phát hiện là nó trốn, nó khai báo gian dối, rồi nó chạy, nó lén, nó chạy vô chùa mình không biết. Nó mê vô chùa, nó nói chuyện với ông sư, nó mê, nó tiếp xúc với ông sư, nó mê, nó tám mấy người trong chùa. Lỡ nó mê, nó vô chùa, nó tám với mấy người trong chùa, rồi mấy người trong chùa đó gặp sư đấy, rồi sư dính, rồi tới hồi cái gì vô cái gì gặp sư đâu có biết, không ai biết hết. Rồi tới hồi cái gì dính một phát một, mà cái gì trên 60 tuổi, lúc đó tử thần đã đứng trước mặt. Cho nên cẩn thận ha, cẩn thận. Mà chúng ta không biết được cái chuyện đó, và mình vẫn luôn luôn tin là mình còn sống lâu lắm. Chúng ta vẫn luôn có một cái ảo giác là chúng ta còn sống lâu lắm, giống như là cái nàng thiên nữ này, nàng nói như vậy đó. Chúng sanh sống như thể là họ không bao giờ chết. Đấy. Và thử quý vị á, nhìn một số con như là cái con phù du, tại sao nhiều người họ thích dùng cái hình ảnh con phù du để họ mô tả, bởi vì nó mong manh. Có những con phù du nó sống chỉ có 24 tiếng đồng hồ thôi, mà quý vị thử nghĩ con phù du 24 tiếng đồng hồ đó, nó dành thời gian. Quý vị nhìn những con thù mấy con phù du đó, mà nó dành thời gian, nó lo, nó học hành, thì mỗi cái chuyện nó lớn lên không thôi đó, nó cũng chiếm hết gần nửa cuộc đời của nó rồi. Rồi bắt đầu là nó lại lo, nó học hành, nó lo, nó bằng cấp, nó lo, nó kiếm cái bằng này bằng kia ha. Rồi bắt đầu nó lo, nó kiếm sống, rồi bắt đầu nó lo lập gia đình, rồi bắt đầu nó lo nào chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện con, chuyện cái, rồi chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện chợ, chuyện búa, chuyện xóm, chuyện làng, chuyện lần trên, chuyện sống dưới, chuyện đông, chuyện tây, chuyện thiên, chuyện cổ. Nó lo hết đủ mọi chuyện như vậy đó. Quý vị thấy nó thảm không? Thấy cần thiết không? Nó chỉ 24 tiếng đồng hồ thôi, nó lo toàn ba cái chuyện bao đồng không à. Rồi mình nghĩ coi nó trong 24 tiếng đồng hồ đó nó đã làm được cái chuyện gì cho bản thân nó hay chưa. Rất nhiều những con phù du sáng ra chỉ trở thành một cái xác khô để đánh dấu là nó từng tồn tại trên cõi đời này trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Mình cứ nghĩ cái chuyện đó là chuyện cười, nhưng mà chư thiên họ nhìn mình cũng y chang như vậy đó. Chư thiên họ nhìn mình đó, nó cũng giống như là mình có chừng 24 tiếng đồng hồ thôi. Mình có chừng 24 tiếng đồng hồ thôi. Mà mình vẫn lo cái chuyện nọ, cái chuyện mình lớn lên không thôi, nó chiếm gần nửa cuộc đời mình rồi. Đấy. Rồi bắt đầu mình lại lo học hành, lo bằng cấp, lo chạy chọt, lo chức, lo vụ, lo quyền, lo lực, lo tiền, lo bạc, lo này, lo kia. Rồi chưa được bao lâu hết, mình lo vội, mình lập gia đình.
rồi mình lo mình chăm sóc cho cái gia đình đó, lo hết cái này lo tới cái kia, lo trách nhiệm, lo bổn phận, lo chuyện mình chưa xong mình bắt đầu mình lo chuyện cho con cái cũng bắt đầu nó đi theo cái guồng giống như mình. Chưa đi họ nhìn mình họ thấy mình rất là thảm và thấy mình rất là đáng thương. Thành ra đó sư thật sự mà nói thì sư không có trông mong lắm quý vị sẽ thay đổi liền cái kiểu nghĩ và cái kiểu sống của mình, không trông mong lắm. Bởi vì nếu như một gì thật sự mà mình kinh cảm á, mà mình quyết tâm á, thì chắc bây giờ không ngồi đây đâu mà lo ngồi hít thở hết rồi. Nhưng mà cái kiểu mình thì cũng cái kiểu nó hơi dễ vui, nó thẳng như vậy. Thì sư có một lời đề nghị như thế này. Tại sao á, chúng ta không chọn lấy một ngày và chúng ta quy định, chúng ta tin tưởng rằng chúng ta chỉ còn sống 24 tiếng đồng hồ này nữa thôi. Và nếu như vào cái thời gian này mà mình không làm một cái gì đó để mà nó hữu ích ấy, thì khi mặt trời mọc lên một lần nữa là mình đã chết rồi. Quý vị phải tin được như vậy. Chọn lấy một ngày mà quý vị tin được như vậy. Tin là mình chỉ có 24 tiếng đồng hồ thôi. Như vậy, nếu như cái tuổi thọ của mình chỉ còn 24 tiếng, chúng ta sẽ làm cái gì? Nói là nó hơi nhục. Tức là và khi chưa có xuất gia đó, phải nói là thời cư sĩ của sư thì nó cũng ít để ý đến cái chuyện mà giáo lý lắm, xin thưa với quý vị như vậy đó. Đúng là gia đình là cũng có truyền thống theo đạo Phật cái, nhưng mà theo cái kiểu theo truyền thống thôi, như là xưa giờ bao nhiêu người vẫn như vậy theo cái kiểu truyền thống thôi. Và cái bộ Kinh Pháp Cú đối với sư nó chỉ là cái khoảng thời gian khi mà còn nhỏ, khi còn trẻ thơ non dại thì đọc cái chú giải Kinh Pháp Cú như là đọc những cái quyển truyện tranh, xin lỗi, những cái truyện cổ tích thôi, nó cũng không có để ý lắm. Và cái đời sống cơm gạo áo tiền ấy thì nó làm cho mình quên dần đi, quên dần đi giáo lý, quên không có để ý gì tới giáo lý hết trơn ấy. Thì khi đó thì phải nói sư sống như bao nhiêu con người khác, thành ra với một cái suy nghĩ nó hết sức là phàm. Tới cái hồi mà có lần đọc cũng đọc một cái câu hỏi là nếu như bạn còn mấy tiếng đồng hồ nữa là bạn sẽ chết, mấy tiếng thôi chứ không phải 24 tiếng, còn mấy tiếng bạn sẽ làm gì, nói chung là chuẩn bị chết bạn sẽ làm cái gì, gì cuối cùng. Tôi còn nhớ khi đó đó, lúc đó lấy vợ rồi thì có suy nghĩ không dám nói ra, tức là muốn hưởng thụ cho đến hưởng thụ các cái dục lạc cho đến cái giây phút cuối cùng của cuộc đời đấy. Mà quý vị thấy cái suy nghĩ đó, sư nghĩ là đối với một cái người bình thường thì thông thường họ sẽ thường có những suy nghĩ tương tự như vậy, tức là mình chưa thực sự mà mình hiểu đạo á, mình sẽ thấy là khi cái thời gian còn lại sống rất là ngắn ngủi. Thì với rất nhiều người họ lại mong muốn hưởng thụ, nhưng thực tế nếu như chúng ta chỉ còn 24 tiếng đồng hồ, thưa quý vị, nó không phải là cái thời gian để chúng ta hưởng thụ. Tôi biết có một vị sư già kể kể mấy cái ông mà mấy ông bạn nhậu á, khi mà mấy ông ngồi mấy ông già mấy ông ngồi nói chuyện tán dóc với nhau uống rượu, ông nói là bây giờ trời cái chết nó tới nó bất ngờ quá. Có người nói không biết ngày mai còn sống không, có người nói không biết hồi mình có còn xỏ dép xuống hay không. Nói chung là có nhiều người trong số họ họ cũng kinh cảm, họ cũng nghĩ là mình có thể mình sẽ chết, nhưng mà đối với suy nghĩ của họ đấy thì ta nói là mấy ông già nha, mấy ông già đây là 8 90 tuổi rồi đó, sư không phải nói là sư bất kính, nhưng mà ngay cả một người phàm thì cái tuổi tác đối với họ cũng vậy thôi.
Thì dù cho họ già hay họ trẻ thì suy nghĩ của họ đa phần là còn thời gian không còn nhiều, thôi tranh thủ hưởng thụ đi. Họ có thể họ mê, họ uống rượu, họ nghe, hoặc là hưởng thụ những cái dục lạc khác. Mặc dù họ cũng kinh cảm đấy, là họ cũng sắp chết rồi đó, nhưng mà họ mê hưởng thụ trong giây phút cuối cùng thôi. Đấy. Và xin thưa, họ không lường được là nếu như cái kiểu nghĩ và cái kiểu sống như vậy, mà nếu thực sự họ chỉ còn sống được tới ngày mai thôi, thì với kiểu nghĩ với kiểu sống đó chắc chắn họ đi địa ngục, không có xa, trừ khi một cái phước hãn hữu nào đó mà giây phút cận tử cái phước thiện tự nhiên nó trổ, mà cái khả năng đó nó hiếm ghê lắm quý chị, hiếm ghê lắm, nó không có nhiều đâu. Cho nên Đức Phật nói đó, cái người loài người đó chết rồi mà được tái sanh làm người làm trời, nó ít như lông bò, ít như sừng bò. Mà người mà chết mệnh chung mà tái sanh đi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nó nhiều như lông bò. Cho nên nếu mình còn 24 tiếng đồng hồ nữa để mà mình sống, mà mình lo, mình hưởng thụ ấy, thì chắc chắn là mình tránh làm sao khỏi cái vé đi tái sanh ở những cái khổ cảnh. Thành ra nếu còn 24 tiếng đồng hồ nữa mình sẽ làm cái gì? Thứ nhất, bỏ cái chuyện hưởng thụ qua một bên đi, hãy làm những cái chuyện tri ân, biết ơn những con người đã có ơn với mình, đã giúp mình đi đến cuộc đời này, đã giúp mình có được những cái như bây giờ, từ địa vị, tiền bạc, cho đến những cái kiến thức, cho đến những cái phương pháp thực hành, nếu như là vào đạo, những cái phương pháp tu tập, biết ơn với tất cả. Dù là một cái cây, dù là một căn nhà đã giúp đỡ mình, đã cho mình những cái bóng mát, cái nơi để mình nương tựa, nơi để mình nương trú, thì đều biết ơn hết. Sống trong một tâm trạng biết ơn. Rồi làm gì nữa? Hãy tha thứ. Những chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi, biết tha thứ. Giận hờn gì nữa? Bây giờ mình chỉ còn có 24 tiếng đồng hồ nữa để mà mình sống thôi. Giận hờn chi nữa? Đó là cái khoảng thời gian để mình cho đi cái tình yêu thương, cho đi cái lòng bao dung, cho đi cái tâm từ của mình. Nó không còn là thời gian để mà chúng ta trải nghiệm cái sự giận hờn, ganh đua hơn thua chi nữa. Rồi chúng ta nên biết xin lỗi, biết sám hối với những người mà mình đã làm cái lầm lỗi, với những người mà mình đã làm cho họ phiền lòng. Nói thì kiểu nhà Phật tức là sám hối, nhưng mà với nhiều người họ nghĩ cái chuyện sám hối nó giống như nó nặng nề lắm, mình phải làm chuyện gì ác ôm ghê gớm nó mới sám hối, nhưng không phải. Đối với đạo Phật ấy, sám hối có nghĩa là mình ghi nhận cái lỗi lầm đó và mình kiên quyết mình không có phạm cái lỗi lầm đó nữa. Thật ra đó, một vị tỳ kheo á, có những cái hơn quý vị ở chỗ đó là vị đó có thể sám hối bất kỳ lúc nào. Mà bản thân sư sư phải nói là sư sợ cái kiểu mà chết bất đắc kỳ tử lắm. Mà sư thích cái kiểu là mình chết dần. Tại sao vậy? Bởi vì khi mình chết dần như vậy, cái điều sư mong muốn, nếu như mà trừ khi cái nghiệp nó quá nặng thì thôi, chứ còn nếu như cái nghiệp nó không quá nặng, và nếu như cái phước mình đủ, mà cái nguyện lực của mình ấy nó đủ để nó hướng tới chuyện đó, là mong làm sao đó khi lúc lúc cận tử mình ấy, được tỉnh táo, tỉnh táo để làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất để sám hối. À, quý vị nghĩ sám hối chắc cái ông sư này ông cũng làm cái chuyện gì nó động trời, nó ghê gớm lắm, không cha biết, không phải. Một vị sư 227 giới, mà nếu như cộng luôn cả những cái giới nhỏ nhặt như là những cái tội tác ác ấy, là hơn 100 giới. Làm sao mà chắc được một ngày thì mình hít, trừ khi hít thở thôi, làm sao chắc
cứu được một ngày mình không phạm những cái giới nhỏ nhặt. Mà những cái giới nhỏ nhặt như vậy đó thì có khi nó sẽ rất là nhiều, mà mình vào cái lúc cuối cùng của cuộc đời mình mong muốn làm sao mình làm cho cái giới nó trong sạch. Còn đương nhiên là nếu mà anh phạm cái tội mà tày đình thì thôi không còn gì để nói ha. Mình sẽ nói là với những cái giới mà nó không có lớn ấy, thì vẫn mong làm sao đến lúc cận tử mình còn cơ, mình có cơ hội mình sám hối một lần cuối để cho cơ thể mình, cái giới mình nó trong sạch. À, có một cái vị sa di, một vị sa di vào cái giây phút cuối cùng trước khi vị đó xả y hoàn tục, vị đó làm một chuyện sư rất là tán thán, đó là gì? Trước khi hoàn tục nha, xin giới trở lại, xin giới trở lại để cho giới mình trong sạch, sau đó mới hoàn tục. Cái chuyện này rất hiếm người làm. Họ cứ nghĩ, tôi từng gặp một ông sư hoàn tục, một vị tỳ kheo chứ không phải là một vị sa di, nhưng mà vị đó không có sám hối, tức là vị đó hoàn tục nhờ với một cái giới bị ô nhiễm, thì đó là một cái điều nguy hại đối với vị đó. Thì đối với việc chết cũng vậy thôi, nếu mà chết, khi mà chết mình mà mình sám hối đó, thì mình chết trong cái giới trong sạch, nó một điều rất là hữu ích. Và cái mong muốn thứ hai đó là khi mình chết, nhờ có sự tỉnh táo đó quý vị, mình làm được một chuyện, đó là gì? Mình chánh niệm. Có khi mình chưa chứng thiền gì đâu, nhưng ít nhất mình chết trong sự chánh niệm, thì như vậy đó, cái vé mình đi lên nó đảm bảo hơn. Thành ra nếu như mà trong một ngày mà chúng ta chỉ còn 24 tiếng đồng hồ, nên tập làm những thứ đó, tập cho nó quen đi, sống một ngày chánh niệm. À, bây giờ sẽ không biết là ở những cái nơi khác như thế nào, nhưng mà hiện tại bây giờ đang ở thành phố Hồ Chí Minh đi, rất nhiều nơi bị cách ly. Thì nếu như mà quý vị nằm trong số mà bị cách ly mà phải ở nhà đi, thì nên dành thời gian, nên dành thời gian. Coi như một ngày mình chỉ còn 24 tiếng đồng hồ nữa thôi, thì mình sẽ làm gì trong ngày hôm nay? Tập đi. Tập. Còn nếu không mà mình vẫn cứ ham mê dục lạc, mình mở phim bộ là mình luyện từ ngày này qua ngày khác, giờ này qua giờ khác, rồi mình lướt Facebook, mình lướt TikTok, sư không phải sư chê quý vị, không phải là sư mắng mỏ hay là phê bình quý vị, nhưng mà sư cảnh báo trước là với cái kiểu sống đó mà đến lúc cận tử đó, thì nó đến bất kỳ lúc nào mình không biết được đâu nha.